Chào bạn này đi chợ Oxy. Dân này đông không dân? Cái đông này à? Có những xe đó. Quá là đông luôn, người đông khủng khiếp. Thank you.
chớ nè. Chớ thịt luôn. Gà, gà, gà đi. Thấy gì? Dạ. Không, này không được. Cái gì? Đây đang tại nhà nghỉ. Ớn chưa? Sợ chưa? Ớn chưa? Hồi đó mới đi xa vậy á. Nửa đường chưa ta? Hả? Nửa đường chưa? Ờ, okay. Nửa đường chưa? Ờ, được chứ. Nói mà. Kêu cái ăn khô câu không? Đi. Nó cái này phô câu không được, đổi phô câu hết. Ăn cái đó đi. Ăn nó ăn. Không, không ăn phô câu được. Ờ, sao là sao không? Không, không lên nước à? Nước là sao? Không hiểu. Không hiểu. Lấy thịt à? Lấy thịt á, thịt á. Ừ, sai, sai. Gần hả? Này gần hay gì?